bạn có tính cách hấp dẫn sẽ khiến mọi người muốn ở bên bạn và điều này không chỉ để lại ấn tượng đầu tiên tuyệt vời nó cũng khiến người khác chú ý quan tâm ngưỡng mộ và lấy cảm hứng từ bạn những tính cách lôi cuốn có thể là bẩm sinh hoặc có thể được phát triển bởi bản thân người đó thông qua việc làm tốt để xây dựng tính cách của chính mình với những phẩm chất của một nhân cách thu hút bạn cũng có thể trở thành tâm điểm thu hút của nhiều người khi cần giúp đỡ. Sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng bạn có tính cách hấp dẫn và thu hút người khác. Điều thứ nhất, bạn trung thực với chính mình và với mọi người. Những người chân chính luôn là chính mình và không bao giờ giả vờ là người khác. Hy vọng rằng người khác sẽ chấp nhận họ vì điều đó. Sự trung thực và luôn là chính mình của bạn là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn có một tính cách lôi cuốn mà mọi người ngưỡng mộ điều thứ hai bạn cư xử tự tin mà không vượt qua bất kỳ ranh giới nào bạn biết những gì bạn đã làm và cũng tràn đầy niềm tin vào bạn bạn không giống như những người tỏ ra kiêu ngạo bởi vì họ quá coi trọng bản thân chỉ vì bản thân và không tôn trọng ai sự tự tin không chỉ giúp ích cho bạn mà còn mang lại hy vọng cho những người xung quanh bạn khi mọi người nhìn thấy bạn họ thấy bạn là người tự tin đang tìm kiếm nguồn cảm hứng và không phải vì bạn hấp dẫn hơn hay kiếm được nhiều tiền hơn mà là cá tính và sự lôi cuốn với sự độc đáo của bạn ngoài ra khi bạn tin vào chính mình và cũng hỗ trợ người khác tin vào chính họ đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng bạn có tính cách rất lôi cuốn điều thứ ba bạn là người có tính sáng tạo cao khi làm việc trong cùng lĩnh vực bất cứ khi nào bạn chia sẻ điều gì đó mới mẻ chắc chắn mọi người sẽ rất ngạc nhiên bởi vì bạn có rất nhiều điều mới để nói về công việc của mình hoặc điều gì đó mà bạn đã tạo ra từ niềm đam mê mãnh liệt và tư duy sáng tạo của mình nếu bạn thấy mọi người tích cực chú ý đến lời nói của bạn và luôn háo hức muốn biết về dự án tiếp theo hoặc công việc bạn đang làm đó là dấu hiệu cho thấy rằng bạn có tính cách lôi cuốn điều thứ tư bạn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Bạn không phải là kiểu người buồn tẻ hay nhàm chán, khiến người khác cảm thấy kiệt sức khi chỉ ở bên cạnh họ. Cho dù đó là để có một kế hoạch thú vị vào cuối tuần hay để học một điều gì đó mới, bạn luôn có hứng thú và đam mê với điều gì đó. Điều đó cũng khiến người khác cũng làm theo. Mọi người yêu thích năng lượng của bạn và trên thực tế, điều này cũng khiến họ hào hứng thử những điều mới. Đó là một trong những phẩm chất tốt nhất của người có tính cách thu hút. Điều thứ năm, bạn thực sự lắng nghe người khác. Bạn không cần phải luôn nói về bản thân mình để trở nên lôi cuốn. Đơn giản bằng cách lắng nghe người khác. Khi đến lượt họ chia sẻ điều gì đó về bản thân họ, bạn có thể thể hiện mình là người dễ tiếp cận và hấp dẫn đối với họ. Nếu bạn nói quá nhiều và không bao giờ lắng nghe người khác, họ sẽ cho rằng bạn là người tự cho mình là trung tâm khi bạn lắng nghe mọi người và có thể đồng cảm với lời nói của họ bạn sẽ có nhiều khả năng đồng hành cùng họ vào lần tới khi bạn thể hiện sự quan tâm và hào hứng với những gì họ nói bạn cũng mong đợi như vậy khi chia sẻ điều gì đó kỹ năng lắng nghe tích cực cũng là những phẩm chất mạnh mẽ của những tính cách khó cưỡng thường bị bỏ qua điều thứ sáu bạn suy nghĩ trước khi nói bất cứ điều gì khi đến lượt bạn nói bạn không chỉ nói ba hoa bạn nghĩ bên trong đầu tiên khi bạn dành thời gian kiểm tra xem mình đang nói gì và nó nghe như thế nào đối với người khác bạn sẽ thể hiện là một người chu đáo quan tâm đến cảm xúc của người khác trước khi nói một lời điều đó cũng thể hiện bạn là một người trưởng thành bởi vì bạn không bao giờ cảm thấy bắt buộc phải lên tiếng chỉ vì bạn phải làm thế những dấu hiệu như vậy cho thấy rằng bạn có tính cách lôi cuốn thu hút điều thứ bảy bạn luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới. Khi nữa đến việc học một cái gì đó mới, bạn luôn là người chủ động. Một trong những điều tuyệt vời về bản chất lôi cuốn của bạn là bạn không bao giờ ngừng học hỏi điều gì đó mới. Hoặc nếu có cơ hội mới, bạn sẽ đón nhận nó với vòng tay rộng mở. Rất nhiều người hoặc không quan tâm đến việc thử những điều mới, hoặc sợ làm điều đó, nhưng bạn thì không. Do sự phấn khích của bạn, bạn luôn háo hức bổ sung các kỹ năng vào hồ sơ của mình và học hỏi điều gì đó mới, hoặc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới. Bạn không bào chữa và luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Điều này cuối cùng chứng tỏ rằng, bạn có một tính cách thu hút khiến người khác ước họ cũng nhiệt tình và tự tin như bạn. Điều thứ 8, bạn là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Bạn mang lại hy vọng và cảm hứng cho những người khác, ngay cả khi bạn không có mặt về thể chất cho họ. Bạn làm cho người khác cảm thấy tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống bởi vì bạn cũng hài lòng với chính mình những suy nghĩ ý tưởng lối sống và hành vi của bạn giúp họ cảm thấy tích cực về bản thân và có được nguồn cảm hứng cho cuộc sống của họ bạn sẽ luôn có những người tìm đến bạn để xin lời khuyên và muốn nghe phản hồi tích cực của bạn để giữ niềm tin của họ cho dù vòng kết nối của bạn nhỏ đến đâu mọi người sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và muốn biết rằng họ không đơn độc Kiểu bản chất truyền cảm hứng này là một trong những đặc điểm của tính cách lôi cuốn xuất hiện từ bên trong bạn. Và điều này không thể dài được. Điều thứ 9. Khi bạn sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm của mình để giúp đỡ người khác và làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, bạn sẽ thu hút được rất nhiều người có cùng mối quan tâm. Mọi người thực sự tìm đến bạn để xin lời khuyên và nhận được một số hướng dẫn từ chuyên môn của bạn. Và điều tuyệt vời nhất là bạn thực sự giúp đỡ họ và cho họ biết rằng bạn luôn ở bên họ nếu họ cần giúp đỡ. Không quan trọng bạn có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội hay không. Tuy nhiên, khi bạn dễ tiếp cận hơn với mọi người trong cộng đồng nhỏ của mình hoặc trong văn phòng của mình, bạn sẽ khiến mình trong lôi cuốn hơn nhiều so với những gì bạn từng nhận ra. Bạn luôn có thứ gì đó mà mọi người thấy hữu ích và có giá trị đối với họ. Đó chỉ là vì bạn thích giúp đỡ người khác và tạo ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của họ trở nên lôi cuốn người khác không phải lúc nào cũng chỉ là có một vẻ ngoài tuyệt vời đó là về việc mọi người tiếp cận bạn một cách tự nhiên hơn là bạn tự gây áp lực cho bản thân mình để thu hút sự chú ý từ người khác hãy là chính mình và thể hiện bản thân tự tin để tạo nên một cá tính quyến rũ trong vòng kết nối của mình mục tiêu của việc trở thành một người có cá tính mạnh mẽ và lôi cuốn là khiến người khác cảm thấy tự tin vào bản thân mình truyền cảm hứng cho họ và tăng thêm giá trị cho cuộc sống của họ thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại của Canh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Canh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.